có bán rời nguyên cái cục củ nhỏ nhỏ này nhá, để lắp vào đây nhá, nhưng mà nó thiếu an toàn nên em phải thái cả cục này luôn cho nó ngon nhá. Đấy là xịn, còn bán rời cái này là không xịn đâu nhá. Chào tất cả các bác nhá, em là Sung Bánh đây. Hôm nay chia sẻ anh em là kiểm tra bảo dưỡng lại toàn bộ xe con Honda City đời 2020. Con này của bác chủ là bác mới lấy lại xe, và chủ cũ có nói là chạy được khoảng 4-5 vạn rồi đấy, nói chung là công tơ mét ở trên đấy. Nhưng bác chủ bác muốn làm lại từ đầu, tức là kiểm làm theo quy trình mới. Thì qua nhà em, thứ nhất là em có thay dầu máy cho bác ấy và lọc dầu. Dầu máy thì thay cái loại 5W30 cắt trôn nhá. Cái loại này xe với xe gia đình đi ít thì mình thay cái loại này đi nó bền hơn và được bốc hơn. Đấy, và loại này cái đắt tiền. Thứ hai là em kiểm tra lọc gió này, động cơ lọc gió điều hòa thì vẫn còn mới, em vệ sinh xịt cho bác ấy cho nó tiết kiệm. Thứ tư là kiểm tra nước rửa mát này vẫn còn xanh nhá, màu vẫn đẹp này, các bác nhìn này. Đấy, thì mình cũng không phải thay thế, mình thì kiểm tra. Thứ tư là mình thay cho bác lọc xăng. Còn này thì như yêu cầu của chủ đó là lọc xăng, người ta không biết là chạy bao nhiêu vạn, nhưng mà tóm lại là bác ấy muốn làm ván mới thì đây nhìn thấy cũng tương đối rồi, cái lọc con ngả màu vàng này thì nó cũng tương đối rồi. Thì lọc xăng này nó rất chi là khó nhá, bởi vì phải thay cả cụm này, chỉ giữ lại mỗi cái bơm xăng với cái phao xăng thôi. Đấy, thì chia sẻ anh em vậy. Và phải lấy lọc xịn chạy thì nó mới ngon nhá. Cái thứ tư, cái thứ năm là em sẽ đầu chủ bu gì và thông suất kim phun của ga cho bác ấy bằng cái máy dung dịch nhá, chuyên dùng. Và đồng thời kiểm tra má phanh cho bác ấy, thì cái má phanh nó mòn hết rồi. Đấy, anh em nhìn này. Thì đấy, mình cũng bảo dưỡng và thay thế cái má phanh này cho bác ấy để bác đi cho nó yên tâm. Đấy, và một số cái ốc gầm mình kiểm tra cao su giằng giết thấy ok, mình chỉ cho siết lại và căn chỉnh lại một số thứ. Đấy, và dùng máy chuẩn đoán reset lại cổ ga các thứ cho bác ấy và đọc lỗi. Đấy, thì qua đây em chia sẻ anh em là một số cái liên quan đến coi như là bảo dưỡng ở bên em con Honda City, làm những hạng mục chính là chính và kiểm tra là chủ yếu. Cái gì nó kém thì mình thay thế, như lọc xăng, như là má phanh nó hết thì mình thay. Đấy là những hạng mục thay thế và phụ tùng và mất tiền. Và với cái lọc xăng nhé, lưu ý anh em nhé, trên thị trường nó có bán rời nhá, có bán rời nguyên cái cục củ nhỏ nhỏ này nhá, để lắp vào đây nhá, nhưng mà nó thiếu an toàn nên em phải thay cả cụm này luôn cho nó ngon nhá. Đấy là xịn, còn bán rời cái này là không xịn đâu nhá, mà là nó là thay, làm theo kiểu coi như là tiết kiệm, nhưng mà cái này là nó ép một nhiệt. Anh em nào mà làm không thật thì nó xì ra chỗ này là đi nhặt xe đấy. Đấy, chia sẻ anh em vậy thôi, làm việc ra.